Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là cái phần số 2 trong series Ichimoku của Hoài. Series này chỉ gồm 2 phần thôi nha anh chị. Trong cái phần số 2 này, Hoài sẽ hướng dẫn cho anh chị hai chiến lược giao dịch Ichimoku Trading thật là hiệu quả. Sau khi cái bước là chúng ta đã phân tích thị trường và đọc hiểu cái câu chuyện thị trường qua 5 đường của Ichimoku rồi, thì bây giờ chúng ta bước vào cái phần chính yếu, đó là những tín hiệu mua bán. Chúng ta cùng đi ngay vào video thôi. Ok, trước khi đi vào video này thì anh chị có thể vào cái phần comment hoặc là cái phần mô tả để mà download cái slide, toàn bộ cái slide của cái bài giảng của cái series Ichimoku của Hoài nha. Một cái slide rất là dài gồm cả cách đọc hiểu thị trường bằng Ichimoku và hai cái tín hiệu, hai cái chiến lược giao dịch Ichimoku Trading. Đấy, và anh chị quan tâm tới những cái video của Hoài, để lại comment tôi quan tâm hoặc là bất kỳ cái câu hỏi nào Hoài có thể giải đáp nha. Chúng ta cùng đi vào video thôi. Ở đây Hoài sẽ chia sẻ cho anh chị hai chiến lược ha, hai chiến lược. Và một cái chiến lược sẽ là chiến lược swing trading, tức là giao dịch sóng trung hạn và ngắn hạn và trung hạn. Còn cái chiến lược còn lại là chiến lược trend following, tức là đi theo xu hướng dài hạn. Đấy. Về Ichimoku thì Hoài chỉ thấy đó là hai cái chiến lược là kinh điển nhất và cảm thấy là đáng chia sẻ nhất thôi. Sẽ có những trader khác họ có những cái tùy biến, đúng không ạ? Có những tùy biến và những cái chỉnh sửa trong cái hệ thống Ichimoku này. Và chúng ta thấy là Ichimoku nó giống như là một hệ thống, nó truyền cảm hứng cho nhiều cái hệ thống giao dịch khác. Ở đây thì Hoài chỉ chia sẻ hai chiến lược kinh điển nhất, cổ điển nhất mà chúng ta có thể biết được về Ichimoku. Đầu tiên là swing trading nha anh chị. Swing trading là chúng ta giao dịch sóng và bắt được một cái con sóng đi thuận theo xu hướng, chứ không phải là chúng ta bắt toàn bộ cái con trend. Đấy, nếu như một con trend tăng thì nó sẽ đi theo như thế này, đúng không ạ? Đi theo như thế này. Đấy, có những được không sóng đẩy và có những sóng điều chỉnh, thì thay vì chúng ta bắt toàn bộ con trend từ đầu tới cuối thì chúng ta chỉ bắt những cái con sóng tăng này thôi. Đấy, bắt những con sóng tăng và chúng ta sẽ thoát lệnh khi cái con sóng tăng này kết thúc, và chúng ta sẽ đứng ngoài khi mà giá nó đi vào sóng điều chỉnh. Khi mà giá nó bắt đầu khởi đầu cái con sóng tăng trở lại thì chúng ta sẽ vào một cái lệnh mua để chúng ta bắt cái con sóng tăng tiếp theo. Đây gọi là swing trading. Nó khác với trend following. Trend following là chúng ta sẽ bắt nguyên con trend từ đầu cho tới cuối luôn, và chúng ta sẽ không thoát lệnh tại những cái con sóng điều chỉnh. Đấy. Rồi bây giờ với swing trading, với tín hiệu buy hay là tín hiệu sell thì chúng ta đều có ba cái gạch đầu dòng quan trọng, ba cái gạch đầu dòng quan trọng của một tín hiệu giao dịch. Đó là trend, là xu hướng là cái gì. Ichimoku là một cái hệ thống giao dịch đi theo xu hướng, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ đi ngược xu hướng. Trend, rồi chúng ta có setup, tính là cái tín hiệu giao dịch, tín hiệu hay còn gọi là thiết lập giao dịch, một cái dấu hiệu nào đó để chúng ta có thể vào lệnh. Và cuối cùng là momentum, đó là cái điều kiện về động lượng của xu hướng lúc đó. Nếu mà momentum, xung lượng của xu hướng nó yếu thì không nên đi theo xu hướng đó nữa. Như vậy phải bất kỳ một tín hiệu giao dịch nào của Ichimoku đều phải thỏa mãn ba cái yếu tố này nha, cả lệnh bán cũng như là lệnh mua thì chúng ta mới vào lệnh nha. Thì rồi về tín hiệu uptrend, nếu tín hiệu mua thì dấu hiệu của một cái uptrend trên khung trên theo tín hiệu của Ichimoku đó là giá phải nằm trên mây và cái mây nó chuyển sang xanh. Đấy, giá nằm trên mây tức là giá nằm ở trên cái mây hiện tại, và cái mây chuyển sang xanh này tức là cái mây tương lai nha anh chị. Đấy, chúng ta nhìn vào những cái trước đây nè. Đấy, thì thời điểm hiện tại, ví dụ như trên biểu đồ này, cái mây hiện tại và mây tương lai đều là màu xanh. Ví dụ như lúc này chúng ta ở tại thời điểm này. Đấy, mây hiện tại đã nằm dưới này. Đấy, mây hiện tại nằm dưới này. Trước đây, trước cái thời điểm này. Đấy, là mây hiện tại. Còn mây tương lai là từ cái thời điểm giá hiện tại nè trở về tương lai. Như vậy lúc này giá nằm ở trên mây hiện tại và mây tương lai nó đang màu xanh rồi, cho nên ở đây là một cái uptrend, đúng không ạ? Đây là một uptrend. Đấy, cái này thì cũng vậy rồi. Đấy, trong trường hợp này cũng giống như vậy, chúng ta thấy giá hiện tại là đang nằm bên dưới mây. Đấy, mây hiện tại là chúng ta chia đôi ra. Đấy, mây hiện tại là ở trên này, cái cục ở trên này. Đó, giá nằm bên dưới mây hiện tại và cái mây tương lai này nó vẫn là màu đỏ, thì đây là vẫn là một cái trend giảm. Thì sẽ có những trường hợp là giá nằm bên dưới mây nhưng cái mây tương lai này nó lại màu xanh. Đó, thì lúc đó cái trend nó không phải là uptrend nữa. Ví dụ như tại thời điểm này đi, tại thời điểm này. Ví dụ như hồi nãy là tại thời điểm nến này, thì cái mây tương lai nó đi trước là nó đã chuyển sang màu xanh rồi. Cho nên tại thời điểm này mặc dù giá vẫn còn nằm bên dưới mây hiện tại, nhưng cái mây tương lai này là màu xanh, thì đây lúc này chưa phải là một uptrend theo định nghĩa của Ichimoku. Theo định nghĩa nó phải thỏa mãn hai trường hợp, thỏa mãn hai điều kiện nha. Giá nằm dưới mây hiện tại và cái mây tương lai này nó phải màu, nó phải cùng với cái xu hướng đó thì mới gọi là một cái trend chính xác. Ok, rồi đó là tín hiệu về trend, xu hướng. Rồi setup ở đây tính là tín hiệu giao dịch. Đấy. Chúng ta phải có một trong hai cái giao cắt. Giao cắt đầu tiên hoặc là giao cắt kijun từ dưới lên.
giao cắt này là giao cắt đóng cửa nha anh chị. Tức là cái đường Gijun giá nó phải đóng cửa bên dưới đường Gijun, sau đó nó có một cái nến bật lên đóng cửa trên đường Gijun, thì lúc đó chúng ta mới gọi là đóng cửa giao cắt của giá với đường Gijun, hoặc là Tenkan cắt Gijun từ dưới lên. Như vậy chỉ cần một trong hai cái này thôi chứ không nhất thiết là phải cả hai nha anh chị, một trong hai cái này thôi. Và cái giao cắt đó nằm trong hoặc là trên mây, nếu cái giao cắt này nằm bên dưới mây thì đó là tín hiệu yếu và chúng ta nên bỏ qua. Anh chị nhớ ha. Rồi, đó là tín hiệu về setup, tức là một cái giao cắt hoặc là giữa Gijun và giá, hoặc là giữa Tenkan và Gijun. Đấy, Tenkan và Gijun cắt nhau giống như là giao cắt vàng của hai đường trung bình thôi anh chị. Và cuối cùng là cái tín hiệu về momentum. Momentum tức là xung lượng của xu hướng, lúc đó xung lượng nó còn tốt hay không. Nếu một cái uptrend thì xung lượng nó chỉ tốt khi cái đường Chico, tức là cái đường lagging, đường nằm sau anh chị. Đây, cái đường màu xanh này nè, nó nằm trên giá, nằm trên giá thì lúc đó cái xung lượng mới gọi là tốt. Ví dụ như tại thời điểm này Chico nằm đang nằm trên giá, tức là nó không có còn cái vật cản nữa, nó không bị giá cản đường nữa, thì đây là một cái xu hướng đang có xung lượng rất là tốt và có khả năng tăng trưởng tiếp. Nhưng mà có khả năng tăng trưởng tiếp. Còn nếu cái đường Chico này mà nó bị đụng vào giá, ví dụ như tại trường hợp này hoặc là tại những trường hợp này nó chưa vượt lên trên giá được, thì là cái xung lượng lúc đó chưa đủ mạnh. Thì khi nào mà cái đường Chico này nó vượt lên trên giá như lúc này nè, nó vượt lên trên giá, thì lúc đó chúng ta mới coi đó là cái xung lượng đó là mạnh, đúng không? Xung lượng đó là mạnh. Ok, tóm lại chúng ta có ba tín hiệu. Hợp lại cái này, ba cái này lại chúng ta mới gọi là một tín hiệu mua vào. Và ba cái này không nhất thiết phải xảy ra cùng một lúc, nó có thể xảy ra lần lượt. Mà miễn khi nào tại một thời điểm nào đó mà anh chị thấy cả ba điều kiện này đều được thỏa mãn thì chúng ta lúc đó có thể vào một lần mua. Chúng ta sẽ mua vào và đặt stop loss dưới đáy cụm nến gần nhất. Theo một số tài liệu thì người ta hướng dẫn anh chị là đặt stop loss dưới đường Kijun hay là đặt stop loss dưới mây. Nhưng mà theo cái quan sát của Hoài và một cái thời gian backtest của Hoài thì cái stop loss anh chị đặt dưới mây thường nó quá xa, nó quá rộng, cho nên cái mức lợi nhuận nó không đạt được tối ưu và chúng ta không nhất thiết phải đặt stop loss quá xa như vậy. Chỉ cần đặt dưới đáy cụm nến gần lân cận là đủ rồi. Và chúng ta sẽ thoát lệnh, đóng lệnh nha anh chị. Exit ở đây tức là đóng lệnh với một mức lợi nhuận hoặc là với một mức thua lỗ hoặc là hòa vốn. Thì chúng ta sẽ đóng lệnh khi giá đóng cửa dưới Kijun hoặc là khi Tenkan cắt Kijun từ trên xuống. Nếu anh chị lấy cái giao cắt là giá cắt Kijun từ dưới lên để vào một cái lệnh mua thì chúng ta chỉ đóng lệnh khi giá đóng cửa dưới Kijun. Tức là chúng ta lấy tín hiệu nào thì chúng ta thoát lệnh bằng cái tín hiệu ngược lại của tín hiệu đó. Nếu anh chị làm chọn cái tín hiệu là Tenkan cắt Kijun từ dưới lên thì chỉ khi nào Tenkan cắt Kijun từ trên xuống thì lúc đó anh chị mới thoát lệnh. Nha, anh chị nhớ đừng có nhầm lẫn ha. Chọn tín hiệu nào thì mình lấy cái tín hiệu ngược lại đó để làm tín hiệu thoát lệnh. Rồi bây giờ với sell thì mình làm ngược lại thôi. Với downtrend thì chúng ta phải có giá nằm dưới mây, và giá nằm dưới mây hiện tại nha, và cái mây tương lai chuyển sang đỏ. Setup chúng ta có giá cắt Kijun từ trên xuống hoặc là Tenkan cắt Kijun từ trên xuống, chọn một trong hai thôi. Đấy. Momentum là Chico phải nằm bên dưới giá để cho thấy cái xung lượng giảm của giá, và stop loss chúng ta đặt trên đỉnh gần nhất. Cũng tương tự, khi mà thoát lệnh thì chúng ta lấy cái tín hiệu ngược lại với tín hiệu vào lệnh. Đấy. Rồi chúng ta cùng đi sang cái ví dụ là chị sẽ hiểu ngay. Rồi tại cái thời điểm này anh chị thấy chúng ta đánh giá cái trend trước, trend trước giá nằm trên mây hiện tại, đúng không ạ? Mây hiện tại là cái mây đỏ dưới này nè, là giá nằm trên mây hiện tại, và cái mây tương lai này chuyển sang xanh rồi. Ok, như vậy trend thỏa mãn. Thứ hai là về setup, chúng ta có cái giao cắt nào hay không? Chúng ta có một giao cắt giữa giá và đường Kijun. Đường Kijun chính là đường màu đỏ nha, còn đường Tenkan chính là đường màu xanh. Hoặc nhắc lại một chút xíu, Kijun là đường cái giống như đường trung bình dài hạn, trung hạn, dài hạn. Còn cái đường Tenkan này giống như là đường trung bình ngắn hạn. Đó. Thì chúng ta thấy giá cắt từ dưới lên Kijun nè, đấy, và đóng cửa bên trên nè. Như vậy tại thời điểm này chúng ta đã có giao cắt, đã có setup rồi. Ok, và cuối cùng chúng ta có cái tín hiệu về momentum. Momentum tức là cái đường Chico, chúng ta sẽ nhìn vào đường xanh lá nằm lagging đằng sau này, nó bị chậm đằng sau này. Thì chúng ta thấy giá này, đường Chico nó nằm trên giá hay chưa? Và đã nằm trên giá rồi. Như vậy cả ba điều kiện đều thỏa mãn. Lúc này chúng ta có thể vào một cái lệnh mua ngay máy hiện tại, hoặc là buy stop trên đỉnh cũng được. Thường á là chúng ta nên mua ngay giá hiện tại luôn, bởi vì lúc đó là tín hiệu nó đã hoàn tất rồi. Mua tại đây và stop loss thay vì chúng ta đặt phía dưới mây luôn, thì chúng ta có thể là đặt dưới cụm nến thì lân cận. Dưới cụm nến lân cận thì nhiều khi là nó lại xa hơn mây, cho nên lúc này chúng ta chỉ cần đặt dưới mây là đủ. Đúng không ạ? Đặt dưới mây là đủ. Ok. Như vậy thì thấy giá nó bắt được, chúng ta bắt được một cái con sóng tăng rất là mạnh của vàng. Đấy. Và nếu mà anh chị chọn là tín hiệu là giá giao cắt Kijun để vào lệnh thì chúng ta chỉ thoát lệnh khi có tín hiệu ngược lại, tức là giá cắt xuống Kijun. Lúc này là giá cắt xuống Kijun anh chị em ạ, cắt xuống Kijun thì lúc này sẽ đóng lệnh tại đây. Đó.
anh chị có thể thấy là mình bỏ lỡ một cái khoản lợi nhuận ở phía trên này, nhưng mà đó là một cái lợi thế của hệ thống Ichimoku, đó là một khi giá nó vẫn còn nằm bên trên hai đường này, đúng không? Một khi giá vẫn còn nằm bên trên hai cái đường hỗ trợ này thì giá nó vẫn còn khả năng tăng tiếp, đúng không? Nó vẫn còn khả năng tăng tiếp. Chỉ khi nào giá đóng cửa bên dưới đường Kijun thì mới có khả năng là đóng là xu hướng xung lượng nó kết thúc thôi. Ok, chúng ta cùng đánh giá ví dụ 2 ha. Rồi, ví dụ 2 cũng ba cái tín hiệu đó. Đầu tiên là trend, giá nằm trên mây hiện tại chưa? Nằm rồi. Mây tương lai chuyển sang xanh chưa? Mây tương lai là cái mây mà nó nằm sau giá đó, cái mây tương lai là nó có màu xanh luôn rồi. Như vậy thỏa mãn điều kiện về trend. Điều kiện thứ hai là chúng ta có setup nào hay không? Đấy, anh chị nhìn kỹ kỹ là chúng ta sẽ thấy có một cái giao cắt vàng giữa Tenkan và Kijun này, nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy, đúng không ạ? Là Tenkan cắt Kijun từ dưới lên. Hoặc là anh chị lấy cái tín hiệu là giá cắt Kijun từ dưới lên cũng đúng nữa. Mình thấy giá đóng cửa dưới Kijun nè, sau đó nó bật lên trên Kijun và đóng cửa phía trên. Thì như vậy đây rõ ràng là cả hai tín hiệu giao cắt đều tồn tại luôn. Anh chị chọn cái nào cũng được. Anh chọn cái nào cũng được. Ở đây thì là Hoài lấy cái tín hiệu là giá cắt Kijun đi. Đấy, là giá cắt Kijun. Và cuối cùng đường Chico nằm trên giá hợp luôn. Ok luôn, là có cái momentum đủ tốt. Như vậy là chúng ta có thể vào một lệnh buy ngay giá hiện tại và dừng lỗ. Chúng ta đặt dưới đây cũng được, dưới cụm nến hiện tại cũng được, và chúng ta đặt hay là dưới mây cũng được, nó không có khác nhau mấy. Đấy. Và chúng ta bắt được cái con sóng tăng rất là mạnh của cặp tiền UJ. Cái hệ thống này nó sẽ hoạt động rất là tốt khi mà thị trường tồn tại xu hướng nha anh chị. Trong những thị trường mà có xu hướng tốt thì nó sẽ bắt được cái con sóng tăng rất là dài, và nó sẽ giữ cái hay của nó là nó sẽ giúp cho anh chị giữ lệnh liên tục. Chỉ khi nào cái con sóng này kết thúc thì lúc đó anh chị mới đóng lệnh, và đó là một cái cách rất tuyệt vời để chúng ta có những cái lệnh big win là những lệnh thắng lớn. Nếu ví dụ nói tại đây mà anh chị chốt lời thì anh chị cảm giác như là anh chị chốt lời tại đỉnh được không ạ? Đúng không ạ? Cảm giác như là hay quá, mình chốt lời xong mà giá nó giảm, nhưng anh chị thấy sau đó nó chỉ giảm được một chút thôi và nó tăng tiếp, và chúng ta đã bỏ lỡ một phần lớn cái mức lợi nhuận mà chúng ta đáng ra có thể có được nếu chúng ta giữ lệnh. Và nhờ cái hệ thống này nó giúp cho anh chị có thể giữ được cái lệnh mua này cho tới khi nào giá đóng cửa dưới Kijun thì mới đóng lệnh tại tại đây, đúng không ạ? Đây là lúc mà con sóng tăng thực sự kết thúc, lúc này chưa, bởi vì giá vẫn còn nằm bên trên cả hai đường Tenkan và Kijun. Rồi anh chị nhớ nha, nếu mình chọn tín hiệu nào làm tín hiệu vào lệnh thì tín hiệu ngược lại sẽ là tín hiệu thoát lệnh. Ví dụ như tại thời điểm này tín hiệu trend đã thỏa mãn, giá nằm dưới mây và mây tương lai chuyển sang đỏ. Ok, chúng ta thấy có một giao cắt giữa giá và Kijun, giá đóng cửa trên Kijun sau đó gió đóng cửa bên dưới. Như vậy đây là một giao cắt giữa giá và Kijun. Và cuối cùng chúng ta thấy đường Chico nằm bên dưới giá. Như vậy momentum cũng thỏa mãn luôn. Ngay lập tức chúng ta đặt một lệnh buy lên sell market hoặc là sell stop dưới đáy cũng được. Thường đặt sell market. Dừng lỗ chúng ta đặt phía trên cụm nến là được rồi. Bởi vì sao? Nếu mà đặt phía trên mây luôn thì nó quá xa, đúng không? Nó quá xa. Và cái khoảng trống này chả để làm gì cả. Thay vì mình đặt phía trên mây thì mình đặt dưới trên cụm nến thôi là đủ rồi. Để mình tối ưu, nếu mà giá nó giảm thì chúng ta ngay lập tức chúng ta có nhiều lợi nhuận hơn. Đấy. Trong trường hợp này chúng ta chọn giá đóng cửa dưới Kijun làm tín hiệu vào lệnh, thì chỉ khi nào giá đóng cửa trên Kijun thì lúc lúc đó chúng ta mới mới thoát lệnh, đúng không? Mới thoát lệnh. Lúc này con sóng nó không có đi được nhiều, nhưng đây vẫn là một con sóng giảm, vẫn là một con sóng giảm. Đó là tín hiệu về swing trading. Và chúng ta đi sang chiến lược số 2, đó là chiến lược trend following. Nhân chị trend following. Nhắc lại một chút, trend following là sẽ không bắt một con sóng mà nó bắt nguyên một trend luôn, từ đầu cho tới cuối luôn. Tín hiệu rất là đơn giản anh chị, uptrend là giá đóng cửa trên mây và mây chuyển sang xanh. Đây chính là cái tín hiệu uptrend định nghĩa ban đầu của chúng ta theo cái hệ thống, mà theo cái những cái tín hiệu là swing. Thì bây giờ chúng ta cũng mang nó qua cái tín hiệu trend following luôn, mà ở đây là chúng ta không cần cái tín hiệu giao cắt nữa, chúng ta chỉ cần giá đóng cửa trên mây và mây chuyển sang xanh là mua được rồi. Mua được rồi. Stop loss không đặt dưới cái nến lân cận được, bởi vì ở đây chúng ta đang đi theo xu hướng, stop loss đặt dưới nến lân cận là quá gần nha chị, quá gần. Do đó phải đặt stop loss dưới đáy mây. Trong trường hợp này sẽ là dưới đường Senko span B. Thoát lệnh vào lệnh như nào thì thoát lệnh ngược lại, giá đóng cửa dưới mây là thoát lệnh. Mình không cần phải đợi là mây chuyển sang đỏ mới đóng lệnh nha anh chị, chỉ cần đóng cửa dưới mây thôi là thoát lệnh được rồi. Ngược lại downtrend thì giá đóng cửa dưới mây và mây chuyển sang đỏ thì lúc đó mới xác nhận là có một cái downtrend khởi đầu. Tiếp theo, stop loss đặt trên đỉnh mây và chỉ thoát lệnh khi giá đóng cửa trên mây. Ok, ví dụ là dễ hiểu nhất. Tại thời điểm này mình không có cần quan tâm tới đường Tenkan và đường đường Kijun cũng như là đường Senko đường Chico nữa. Chúng ta chỉ cần quan tâm cái mối quan hệ giữa giá và mây Kumo mà thôi.
giá vào MACD 1. Lúc này chúng ta thấy giá đóng cửa dưới MA rồi, đúng không ạ? Giá đóng cửa dưới MA rồi, nhưng mà cái MA nó đã chuyển sang đỏ chưa? Chưa chuyển sang đỏ, đúng không ạ? Chưa chuyển sang đỏ, cho nên mình bắt buộc phải đợi thêm. Lúc này thị trường vẫn có thể là nó đang trong cái giai đoạn tích lũy đi ngang, nó có thể vượt lên rất mạnh. Mình tốt nhất là mình phải đợi cho cái MA tương lai này nè nó chuyển sang màu đỏ, lúc đó mình mới sell, lúc đó mình mới sell. Đấy, vậy tại thời điểm này sau khi mình đợi một cái chùm nến này, tại thời điểm này là mây nó mới chuyển sang đỏ nè, mây tương lai mới chuyển sang đỏ. Lúc đó anh chị sell trước thì mình có thể nói là mình sell trước thì lúc này mình có lợi nhuận rồi, nhưng không, sẽ có nhiều trường hợp nó bật giật ngược lên rất là mạnh và lúc đó chúng ta phải thoát lệnh với một mức thua lỗ. Thay vì mình đợi thêm một vài nến nữa, mình sell tại đây. Mây chuyển sang đỏ, giá đóng cửa dưới mây, ok, và một lệnh sell. Stop loss không có đặt phía trên này nữa mà chúng ta sẽ đặt phía trên mây luôn. Phía trên mây là ok nhất. Và anh chị tưởng cái stop loss nó rộng à? Không có đâu anh chị, so với mức chốt lời thì cái stop loss nó chả rộng bao nhiêu cả. Đấy, sell tại đây nè, stop loss phía trên mây, đúng không ạ? Nhìn có vẻ rộng nhưng cùng nhìn xem giá nó đi được tới đâu, nó đi được vú tới tận đây luôn, và chỉ tới thời điểm này giá mới đóng cửa trên mây, và lúc này chúng ta mới thoát lệnh. Chúng ta có một mức lợi nhuận rất là lớn nha anh chị, một mức lợi nhuận rất lớn, bắt trọn cái con sóng giảm của GU luôn. Tiếp theo ví dụ 5 ha, đây là cổ phiếu FPT. Lúc này chúng ta thấy giá đóng cửa trên mây rồi, đúng không? Giá đóng cửa trên mây rồi. Nhưng mà lúc mà giá đóng cửa trên mây một vài nến trước thì lúc này có thể là nến cái mây nó chưa chuyển sang xanh. Mình phải đợi khi nào cái mây tương lai nó chuyển sang xanh này nè. Đấy, chuyển sang xanh, lúc đó mới vào một lệnh mua, stop loss đặt dưới đáy mây. Dưới đáy mây là đây là vừa rồi. Và anh chị thấy cái con trend của nó kinh khủng chưa? Rất là kinh khủng khiếp. Anh chị nhìn vào cái điểm mua chúng ta hôm nay nè. Mua đây nè. Dừng lỗ đặt xíu dưới đáy thế này thôi. Đấy. Mà anh chị thấy cái chốt lời của chúng ta nằm tới chỗ nào? Nằm tới trên này. Giữ cái lệnh này từ tháng 9 năm 2020 cho tới tháng 11 năm 2021, là giữ một cái vị thế mua trong suốt một năm trời. Trong suốt một năm chúng ta không còn phải làm gì cả. Miễn sao giá vẫn còn nằm bên trên mây thì lúc đó trend vẫn còn tăng. Và chỉ khi nào giá đóng cửa dưới mây, lúc đó trend mới đảo sang giảm, và lúc đó chúng ta mới đóng cái vị thế mua. Ok, trên đây là toàn bộ những cái hệ thống giao dịch, hai cái hệ thống giao dịch, một cái swing và một cái là trade volume của cái hệ thống Ichimoku. Thực ra thì Hoài không có trade theo Ichimoku nha anh chị. Hoài nói thật sự với anh chị luôn, không trade theo Ichimoku vì đơn giản Hoài thấy nó không phù hợp với Hoài, và Hoài cũng thích trade những khung thấp hơn, nữa, H4 đó. Thì Ichimoku nó không hoạt động tốt, quá tốt trên những cái khung thấp. Và cho nên là nó sẽ chỉ phù hợp nếu anh chị chơi từ khung H4 trở lên hoặc là khung D1 mà thôi. Đấy. Và rõ ràng là Hoài thấy nó, cái hành vi giá nó phù hợp với Hoài hơn. Nhưng anh chị, nếu anh chị thấy Ichimoku phù hợp với anh chị vẫn có thể sử dụng. Nếu anh chị thấy video này hay, để lại comment tôi quan tâm, subscribe kênh YouTube của Nhật Hoài, bấm vào phần mô tả cũng như là comment đầu tiên, download cái tài liệu của cái slide của cái bài giảng này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.